Alo mọi người, là mình đây. Hôm nay mình đi tham quan hàng trung thu tại chợ Thái Nguyên nha. Đây, các mặt hàng cá đầu lân. Đầu lân này, cá này. Ông địa này. Các mặt hàng trung thu lần. À, cho em quận giấy nhé. Mặt hàng trung thu tại chợ Thái. Chợ Thái nhưng mà không phải Thái Lan mà là Thái Nguyên các bạn nha. Năm nay có các màu con cá này. Con cá đẹp không? Nghe điện thoại nha, có gọi về hàng cho mình mua đó đấy nha. Đèn trung thu. Các đầu địa. Đầu lân, đầu địa. Đèn đấy sao năm nay rất nhiều mẫu mới. Đầu lân to bao tiền con em? Đấy 900 nữa. Có cả quần cả đuôi nhỉ? Cái đấy phải mua rồi, đấy là đầu giá đầu. À giá đầu. Đầu địa. Trống này. Ở đây là chợ Thái mọi người nhá, mọi người mua đầu lân này là đồ trung thu thì ra đây ăn. Rất nhiều các mặt hàng đồ trung thu. Các loại đèn. Các cái đồ để trang trí trung thu. Nhân lông này, nhân lông mình che này, đầu lân này. Đầu lân truyền thống đấy, bọc chữ sang. Cá. Ở đây nhiều đầu lân phết. Đầu địa mini này. Đầu địa bé. Lân mini thế này. Đây là tầng hầm của chợ Thái Nguyên. Ngay dưới chân tầng hầm của chợ Thái, cửa vào Tết Trung Thu. Đây là cá, mọi người đang đi mua. Cá chép hóa rồng. Năm nay đèn Trung Thu có các con cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đầu đầu lân bao tiền con đây chị? Con đầu to này bao tiền? Đầu to này bao tiền? Hơn 800. Có đầu à, có đuôi có quần chứ? À, không. Đưa vào chưa? Ai ở đây nhiều đầu lân phết. Đây đầu lân lân hoa hồng. Rất nhiều đầu lân. Đầu lân đèn lồng cá nón. Ở đây là ở chợ Thái Nguyên mọi người nha, trung tâm nha. Mọi người sắm đồ trung thu, mọi người qua đây. Đang đi cắm trung thu đây. Anh không bán đồ trung thu à? Không. Sao không tranh thủ bán đồ trung thu luôn? Không. Bán gì cái đồ ấy. Đùa mùa vụ này đúng không anh? Người ta bán theo đuổi của mình, không phải hàng của mình có. Năm nay nhiều cái mới nhỉ, đẹp nhỉ. Không gian đi. Mỗi năm một thay đổi. Năm nay nhiều cái mới lạ. Nói chung là cái ngành này nó mỗi năm nó một khác. Dạ. Cái ngành này mà để sang năm là nó hơi lạc hậu đúng không? Cái này là bán thời vụ. Cái năm nay rất nhiều các cái mặt hàng mới. Nhiều con cá này mới này, lân này rất là nhiều này, các cái mũ lân này, lân Trung Quốc, lân kèo, nhiều thật. Có chú lân này là độc lạ này. Cá lân. Trung thu các cái trò chơi truyền thống lành mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem next video. Thank you cả nhà. Hẹn các bạn ở những video về trung thu lần sau. Thank you. Đây nhá, đường đi xuống chợ đây cả nhà nhé. Đấy, cái khu Phú Quý Thăng Long này, xong rồi rẽ xuống hầm này là đến luôn cái khu này. Thank you, hẹn gặp lại.